Hè đến rồi anh em ơi, nếu anh em có nhu cầu mua Free Fire hay thử vận may kim cương chỉ với 9k, truy cập ngay shop carrygaming.vn. Uy tín, giá rẻ, chất lượng, đường link carry để dưới phần mô tả và phần comment nha mọi người. Hè rồi anh em ơi, mình sẽ vào shop của mình để mà quay kim cương phát anh em ơi. Shop của mình là shop carrygaming.vn nhá mọi người. Đường link mình để dưới phần mô tả và phần comment nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vào quay cái vòng quay 9k. Chỉ với 9k là shop của mình là nó có thể là nhận được 9.999 kim cương các kiểu luôn ý. Do vận may của anh em. Anh em thấy chưa? Ui, khá là nhiều người quay được nhiều kim cương và khá là nhiều người quay được cái tôi yêu Kelly của mình. Đấy, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ quay nhá anh em nhá. Để xem shop của mình nó uy tín như thế nào. Từ từ. Ui, anh em thấy chưa? Phát đầu chỉ với 9k thôi đấy. 9k thôi nhận được 999 kim cương luôn này. Quay luôn anh em ơi. Shop của mình bây giờ rồi tỷ lệ khá là cao luôn. Tỷ lệ ra kim cương khá là cao luôn anh em, vào quay luôn nhá. Đấy, ra 9.999 kim cương luôn. Ok, bây giờ là đi phố đi bộ tán gói cho nó thoải mái rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ là chỉ việc vào rút kim cương thôi. Copy ID vào rút kim cương là kim cương vào ngay gặp thôi anh em ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Kelly đây. Thì hôm nay là mình sẽ làm clip. Đấy, mọi người thấy mình như nào? Đẹp trai không mọi người? Không. Đấy, quá là đẹp trai luôn đúng không? Dạo này anh em thấy quả mặt nạ ếch xanh này khá là hot ở trên mạng đúng không? Đấy, nên mình đặt về thử ấy xem nó như thế nào. Ai ngờ nó đẹp trai như thế này anh em ạ. Gần rồi. Hôm nay là mình sẽ mặc cái này thì đội cái đồ này đi phố đi bộ để đón gái nhá anh em nhá. Đấy, đi chôn gái anh em ơi. Nóng vách cả nồi ra. Hề luôn ý, quả mặt nạ này nóng vách cả nồi ra anh em ạ. Xong giọng của mình không ra giọng của mình luôn. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ đi ra phố đi bộ nhá anh em ơi. Thì hôm nay là anh Cao đi về nhà với vợ rồi. Anh Hùng thì leo thách đấu rồi. Có mỗi một mình thôi để mà mình đi chôn thôi. Nên là bây giờ đi để loi một mình thôi anh em ạ. Tí bị chôn ăn đấm thì kệ, không sao anh em ơi. Ủa ơi, nó bị gà giò. Nó nơi ở nhà có người em ơi. Anh Hùng ơi, em đi phố đi bộ tán gái nhá, Hùng nhá. Ok, ok. Anh ok có... em, anh đang thách đấu đây. Ok, quả kiếm trái phố của anh đâu rồi? Cái gì cơ? Quả kiếm trái phố. Kiếm á, ở giường nhà. Anh tưởng mày có một cây. Đâu? Hôm nay mẹ đi mày mua mà. Đi mua thôi. Anh dọn dọn đồ đấy. Đi xe phố. Rồi. Anh cảm ơn nhá. Đấy anh em ơi, nay đeo mặt nạ chống nhục rồi nên không phải ngại ai nữa anh em ơi. Đi dép tổ ong đi chơi cho nó chất luôn. Uầy, hôm nay mới thứ 6 thôi đấy mà phố đi bộ nó đông vách cả nồi ạ. Ôi, kiểu giọng nhiều người nhìn vách cả nồi ra luôn ý. Làm gì đấy? Bạn cứ vào đi, bạn không phải lo. Bạn cứ vào đi, bạn không phải lo đâu. Không ăn mà tính. Không ăn mà công. Tính qua cơ à? Công an. Phải bỏ mặt ra nhé mà. Công an, công an. Ồ, công an. Kiểm tra giấy tờ và hành chính. Hay là đi... Đi tán gái. Đi tán gái. Anh mua cái kia, mua em bao nhiêu đấy? Mua 30 của Shopee. Chạy phố quá nhờ. Chạy phố quá nhờ.
Mình đã có mặt nạ chống nhục rồi anh em ạ, không sợ ai đấy. Chứ ra thôi. Đi giặt của mình xấu hài vết cả núi anh em ạ, nhìn của con cá này. Dạo này ở trên cái mặt nạ này em có hot ở trên TikTok ấy. Hình như ở bên mấy các bạn miền Nam hay sao ấy. Các bạn miền Nam hay đeo ấy. Mình ra đây không thấy ai đeo luôn. Ấy, cái mặt nạ này hot cực kỳ luôn. Đấy, chui vào đám đông không ngại một ai luôn. Bình thường là mình đi một mình ấy, nên mình cực kỳ ngại đám đông luôn anh em ơi. Không muốn vào đám đông luôn, ngại cực kỳ luôn ấy. Đấy, nay có mặt nạ chống nhục rồi, vào ngồi như thường, nói chuyện bắt tay như thường luôn. Nay đeo quả dép và tổ ong 99 lố, hàng limited của mình nữa ấy. Như thế này gọi là trái phố, gọi là đẳng cấp luôn anh em ơi. Mình đang ngồi ở chỗ này là mọi người đang ghép đôi, chạy lên ghép đôi luôn thôi chất. Có mặt nạ chống nhục rồi không phải sợ một ai. Kiểu này mà có người giật cái mặt nạ này ra chắc mình kiểu dạng đầu chui xuống đất luôn đấy anh em, đầu đội quần đi luôn đấy, kiểu ngại vét nổi ra luôn đấy. Nhưng mà lần này khác, kiểu có cái đầu ếch xanh mặt nạ được gọi là mặt nạ chống nhục này đeo vào thì không sao anh em ơi, lên đây múa quạt cho nó máu. Với cả đeo cái mặt nạ vào mọi người ở đây không ai biết mình là ai ấy, trốn đi đi thoải mái đi không biết ai luôn đấy. Anh em đừng có mách ly nhá, đừng có mách ly nhá. Đoạn này là giới thiệu tên nhưng mà mình không giới thiệu luôn anh em. Quả này mà giới thiệu người ta biết giọng của mình đấy. Mày chồng sao không nói được. Cứ nói đi, cứ nói đi, cứ nói đi, cứ nói đi. Cái mặt nạ này dạo này đang hit hot trend ở trên TikTok ấy, nên nhiều người xin chụp ảnh quá anh em ạ. Bây giờ là đang quay lưng lại để cho bạn nữ chọn này. Không biết mình có được chọn không, nhưng mà mình kiểu dạng là đội cái đầu này để đi trêu chắc không được chọn đâu anh em ạ. Mà anh em ơi, chọn quả đầu tấu hề như thế này mà vẫn được chọn chứ anh em ạ. Alo, alo. Mặt nạ ơi, mặt nạ. Bây giờ là bỏ mặt nạ ra này. Không bỏ là không được ghét đâu. Ok này, bây giờ đến 3, 2, 1 thì bỏ mặt nạ ra nhá. 3, 2, 1. Để trung tâm Hồ Gươm đã lên đèn. Náo loạn Hồ Gươm, ôi náo loạn Hồ Gươm, tiếng nét vô ẩn trời. Ôi rồi em ơi, phải nói là quê muốn đội đầu vào cuồng luôn anh em ạ. Thì lấy quả đầu ếch xanh ra ngại vác cả nồi không muốn nói gì luôn anh em ạ. Nóng quá anh em ạ.
thề luôn, đội cái mũ này cực kỳ nóng luôn á, xong kiểu rằng à như là à đây đây là gọi là gì nhỉ, mũ chống nhục đấy, mặt nạ chống nhục vào đấy không ngại gì luôn, xong cởi mũ ra ngại vắt cả nồi anh em ơi. Kenny, Kenny phải mất chơi bao nhiêu đá để mà có thể thử thách cái vlog này? Nãy con bao nhảy ở mấy cái ba nhảy nhảy yoga kiểu ngoài. Ôi giời ơi, đúng là mũ chống nhục. Anh em nào mà có kiểu định đi chôn ai thì hãy mua cái mũ này nhá. Dương ơi, cho anh em vào ghép đi. Một sen này bao nhiêu ạ? Nhanh lên, lấy cái gì? 20.000 bao xiên. 20.000 bao xiên. Bạn ăn cái gì nào? Cháu mua 15.000 thôi. Má thề anh em ơi, có đúng 15.000 để ăn cái viên chiên. Vừa mới đặt xuống như này nó kiểu nặng quá, nó ngá về như này. Má cay vách cả nồi. Chưa thấy đâu nhỉ. Thôi, nhưng mà bẩn lắm. À, buồn quá à. Có muốn 15.000 để mua viên chiên thế mà lại ra nông nỗi này. Đi vào cái chỗ bạn chụp ảnh ấy. Chôn xong rồi bây giờ là vào xem một cây mua đồ anh em ạ. Nói đi. Hello. Yeah boy. Bây giờ hết nhục rồi. Đấy mặt nạ chống nhục bây giờ cháy phố xong rồi bây giờ là về thôi. Nice. Ngày xưa chỉ là công nhận này có cái mũ chống nhục rõ ràng mà yêu quá không ngại gì luôn em ạ. Đi trái phố rồi mệt quá. Mình đi trái phố với anh Hùng Vân Thuận đang live stream. Đang à leo danh sách đấu 6.000 điểm. Khen thật đấy. Bây giờ là về phòng ngủ thôi. Mệt quá rồi. Ngày mai là Lý Lợn. Anh em đừng có bảo Lý Lợn nhá. Lý Lợn thấy video này Lý Lợn đấm mình chết anh em ạ. Bye anh em nhé. Sau video mình đến đây kết thúc. Bye bye mọi người.